Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 1, trang 162, sách giáo khoa toán lớp 5, bài phép nhân. Bài tập 1 đề bài yêu cầu chúng ta tính với các phép tính nhân, số tự nhiên, phân số và số thập phân. Như vậy, chúng ta cùng ôn tập lại. Muốn nhân hai số tự nhiên, ta đặt tính rồi tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau. Sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái. Muốn nhân hai phân số, ta chỉ việc lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Muốn nhân hai số thập phân, ta đặt tính rồi nhân như nhân các số tự nhiên, sau đó đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số, rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết cho bài tập 1. Bài 1 câu A. 4.802 nhân với 324 ta đặt tính 4 × 2 = 8 4 × 0 = 0 4 × 8 = 32 viết 2 nhớ 3 4 × 4 = 16 nhớ 3 = 19 2 × 2 = 4 2 × 0 = 0 2 × 8 = 16 viết 6 nhớ 1 2 × 4 = 8 nhớ 1 = 9 viết 9 3 × 2 = 6 3 × 0 = 0 3 × 8 = 24 viết 4 nhớ 2 3 × 4 = 12 nhớ 2 = 14 Chúng ta cộng các tích. 8 hạ 8 0 cộng 4 bằng 4 2 cộng 0 cộng 6 bằng 8 9 cộng 6 bằng 15 viết 5 nhớ 1 1 cộng 9 bằng 10 10 cộng 4 bằng 14 nhớ 1 bằng 15 viết 5 nhớ 1 4 nhớ 1 bằng 5 và 1 hạ 1. Như vậy cô được kết quả là 1.555.848. Tiếp theo cô có 6.120 nhân với 205 5 × 0 = 0 5 × 2 = 10 viết 0 nhớ 1 5 × 1 = 5 nhớ 1 = 6 viết 6 5 × 6 = 30 Tích riêng thứ hai bằng 0, ta viết 0, rồi lùi sang bên trái một cột để viết luôn tích riêng thứ ba. 2 × 0 = 0 2 × 2 = 4 2 × 1 = 2 2 × 6 = 12 Cô cộng các tích. 0 hạ 0 0 cộng 0 bằng 0 6 cộng 0 bằng 6 0 cộng 4 bằng 4 3 cộng 2 bằng 5 2 hạ 2 và 1 hạ 1 Như vậy cô được kết quả là 1.254.600 Chúng ta đến với câu B 4 phần 17 nhân 2 Cô nhân tử số với tử số bằng 4 x 2 phần 17 và được kết quả bằng 8 phần 17. Tiếp theo cô có 4 phần 7 x 5 phần 12. Tương tự chúng ta cũng lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. 4 x 5 = 20. 7 x 12 = 84. Cô chia cả tử số và mẫu số cho 4, 20 chia cho 4 bằng 5, 84 chia cho 4 bằng 21. Như vậy cô được kết quả là 5 phần 21. Câu C. 35,4
nhân với 6,8 ta đặt tính giống như số tự nhiên và thực hiện phép tính nhân. 8 x 4 bằng 32, viết 2 nhớ 3. 8 x 5 bằng 40, nhớ 3 bằng 43, viết 3 nhớ 4. 8 x 3 bằng 24, nhớ 4 bằng 28. 6 x 4 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 6 x 5 bằng 30, nhớ 2 bằng 32, viết 2 nhớ 3. 6 x 3 bằng 18, nhớ 3 bằng 21. Cô cộng các tích. Hai hạ 2, 3 cộng 4 bằng 7, 8 cộng 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1, 2 cộng 1 bằng 3, nhớ 1 bằng 4, viết 4, 2 hạ 2. Phần thập phân của cả hai thừa số có tất cả hai chữ số, như vậy cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái. Cô được kết quả 240,72. Tiếp theo cô có phép tính 21,76 nhân 2,05. Năm nhân 6 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 5 nhân 7 bằng 35, nhớ 3 bằng 38, viết 8 nhớ 3. 5 nhân 1 bằng 5, nhớ 3 bằng 8, viết 8. 5 nhân 2 bằng 10. Tích riêng thứ 2 bằng 0, cô viết 0 rồi lùi sang bên trái một cột để viết luôn tích riêng thứ 3. 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 nhân 7 bằng 14, nhớ 1 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 2 nhân 1 bằng 2, nhớ 1 bằng 3, viết 3. 2 x 2 bằng 4. Cô cộng các tích. 0 hạ 0. 8 cộng 0 bằng 8. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 0 cộng 5 bằng 5, nhớ 1 bằng 6, viết 6. 1 cộng 3 bằng 4. 4 hạ 4. Phần thập phân của cả hai thừa số có tất cả 4 chữ số. Như vậy, cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra 4 chữ số kể từ phải sang trái. Cô được kết quả bằng 44,608. Vừa rồi, cô giáo đã hướng dẫn xong cho các con bài tập 1, trang 162, sách giáo khoa toán lớp 5 bài phép nhân. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lờigiải2.com. Cô chúc các con học tốt!